Để xem được những video mới nhất, bạn vui lòng nhấn vào nút subscribe để đăng ký kênh và nhấn vào chuông để nhận video mới nhất. Hey, xin chào anh em đến với kênh CD Hay Studio và quay trở lại với những video hướng dẫn kiếm tiền trên YouTube của mình là Toàn đây. Thì ở chủ đề này mình sẽ chia sẻ cho anh em một cái cơ hội để anh em có thể học thêm về kỹ năng làm phim. Thì trên kênh YouTube của mình có hướng dẫn anh em thủ thuật xử lý phim cơ bản bằng Camtasia, rồi sau này mình sẽ làm thêm về Adobe Premiere và After Effects. Tuy nhiên mình sẽ hướng dẫn chỉ ở mức từ cơ bản thôi, chứ mình không phải là dân chuyên làm phim, làm kỹ xảo video. Nên nếu như anh em muốn quan tâm về cái việc hậu kỳ video cũng như là muốn chỉnh sửa video chuyên nghiệp thì mình sẽ giới thiệu với anh em một cái khóa học rất là hay. Thì đây là khóa học mới vừa có trong mấy ngày hôm nay. Thì hôm nay mình nhận được cái thông tin chính thức từ khóa học đó và mình có tìm hiểu, mình thấy rất là hấp dẫn ha. Khóa học đó sẽ dạy anh em về xử lý phim trên After Effects, Premiere mà không phải về dạy cơ bản ha. Nó sẽ đi từ cơ bản đến nâng cao tất cả mọi lĩnh vực, mọi cái ngóc ngách từ hai cái phần mềm làm phim nổi tiếng này. Anh em sẽ học được những cái kỹ xảo phim điện ảnh rất là thú vị ha. Về việc xóa phông ghép nền như thế nào cho hợp lý và chân thật nhất thì anh em sẽ được học. Mình thì mình chỉ làm ở mức cơ bản thôi, chấp nhận được chứ mình cũng không phải là dân chuyên nghiệp. Nên nếu anh em có mục đích muốn làm phim hay hơn, chuyên nghiệp hơn thì anh em có thể tham khảo khóa học đó ha, mình thấy rất là hay. Và ngoài ra thì anh em sẽ học được kỹ năng làm video intro bằng cách sử dụng những cái hiệu ứng chữ rất là hay. Rồi tiếp theo anh em sẽ được học về cách dựng nhân vật 3D và diễn hoạt nhân vật 3D. Nếu như anh em quan tâm về cách làm nhân vật game hoặc là những cái phim về trẻ em, những cái nhân vật trẻ em diễn hoạt vân vân thì anh em có thể tham khảo. Và mình thấy hôm nay khóa học đó đang có chương trình giảm giá rất là cao, nên muốn giới thiệu với anh em nào quan tâm đến việc muốn học nâng cao hơn về cái kỹ năng làm phim, kỹ năng edit, xử lý hậu kỳ video thì mình tin rằng anh em sẽ học được rất nhiều kiến thức tuyệt vời từ khóa học đó. Và nếu như anh em quan tâm và muốn tìm hiểu là muốn đăng ký học thêm về kỹ năng xử lý phim After Effects, Adobe Premiere, rồi kỹ năng làm video intro bằng chữ, hiệu ứng, rồi làm animation nhân vật 3D và tự vẽ lên nhân vật 3D, viết câu chuyện diễn hoạt cho nhân vật 3D này thì anh em có thể click vào cái đường link mình sẽ để bên dưới phần mô tả video này. Đó là cái đường link để anh em có thể click vào và tham khảo khóa học đó và có thể đăng ký học nếu như anh em thấy hữu ích ha. Và mình xin chia sẻ với anh em là khóa học đó đang giảm giá rất là nhiều, nên nếu anh em đăng ký học trong ngày hôm nay thì sẽ nhận được cái giá rất là rẻ thôi. Ok, thì trên đây là toàn bộ cái chia sẻ của mình. Hy vọng rằng sẽ giúp ích được cho anh em nào muốn quan tâm về xử lý phim hậu kỳ, có thể tìm được một cái khóa học xứng đáng để anh em có thể đầu tư và nâng cao cái tay nghề làm phim. Bởi vì nếu như anh em đã xác định làm phim trên YouTube thì những cái kỹ năng xử lý hậu kỳ này rất quan trọng ha. Nó góp phần không nhỏ đến thành công của kênh anh em đâu. Bởi vì có thể nội dung anh em chưa xuất sắc nhưng cái cách làm phim, cách dựng kịch bản, cách sắp xếp và hiệu ứng phim nó sẽ góp phần không nhỏ đến cái việc giữ chân người xem trên kênh anh em. Ok, thì nếu như anh em có thắc mắc gì hoặc là có ý kiến gì về cái nội dung hôm nay mình chia sẻ, anh em có thể comment dưới video này, chúng ta sẽ cùng thảo luận thêm. Và cuối cùng vẫn như mọi hôm, anh em nhớ like cũng như chia sẻ video và đừng quên nhấn subscribe, đăng ký kênh ủng hộ CD Hay của mình nha, để nhận được các clip tiếp theo về kiếm tiền trên YouTube của mình. Xin chào.